cô. Rồi nhà chợ thưởng cô 50 ngàn. Rồi chúc sức khỏe. Cảm ơn đi cô ơi, đừng có chậm này. Chụp chụp là đổ. Chưa cô chụp là đổ phiếu đâu. Nhà ngoài qua đường hết. Cảm ơn chị. Rồi, cô cảm ơn giờ. Rồi, cô cảm ơn giờ. Đúng rồi. Rồi, đúng. Nhà chồng lên, phiếu đâu. Rồi, nhà chợ thưởng cô 50 ngàn, cô cảm ơn giờ. Rồi, cảm ơn. Bước tới. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Dạ. Ai có phiếu vui lòng cầm sẵn ra tay dùm đi ạ. Rồi, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Ngày mai, sáng mai tụi em lại phát tiếp nhá. Cô bác còn ở đây ra lấy cơm. Em cảm ơn ạ. Sáng mai bếp cơm lại phát nữa nhá. Mời cô bác mặc áo vàng hoặc đeo thẻ ra để được ưu tiên. Dạ, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Sáng mai bếp cơm có phát 200 phần thức ăn. Số lượng có ít nên là vui lòng cô chú mặc áo vàng hoặc đeo thẻ ra để tụi con ưu tiên. Sáng thứ bảy thì Tuấn Dương cùng với các tình nguyện viên sẽ tiếp tục chia sẻ những phần thức ăn và tiền mặt với bệnh nhân và người nơi bệnh. Giờ chú Tư đang đi để phát phiếu. Hàng đầu tiên là ưu tiên những người bệnh nhân ung thư trực tiếp ra lãnh thức ăn. Mang theo giấy tờ thì các tình nguyện viên kiểm tra sẽ tặng mỗi một người một phiếu. Khi có cái phiếu này mình sẽ được nhận tiền. Tiếp theo là những người mặc áo vàng, đeo thẻ đi nuôi bệnh cũng được phát phiếu. Khi mình có phiếu là mình sẽ được nhận tiền mặt, rồi nhận thức ăn. Sang xếp hàng chị. Sang xếp hàng ạ. Xếp hàng có nhập phiếu không ạ? Ủa, thế không nhảy vào sao sẽ lấy? Cô bác vui lòng xếp hàng theo đúng thứ tự để nhóm phát phiếu. Ưu tiên là những người bệnh nhân và những người mặc áo vàng hoặc đeo thẻ đi nuôi bệnh. Khi có thẻ này thì mình sẽ được nhận thêm tiền. Có mặc dù không? Chú không phát. Chú Tư không phát. Ai mặc áo đeo thẻ thì phát, mình không giải quyết như vậy. Không có thì vẫn được nhận cơm, chỉ có không được nhận tiền thôi. Chú có áo vàng chú mặc vào dùm con. Ai có áo vàng đeo thẻ thì vui lòng mặc hoặc đeo thẻ vô, tụi con biết, tụi con phát phiếu tặng tiền. Những người không được phát phiếu thì vẫn được nhận cơm, nhận thức ăn. Sáng mai là có 200 phần thức ăn tặng cho các cô bác đi nuôi bệnh nhá. Sáng mai có một đoàn bác sĩ phát. Sáng mai giờ này 9 giờ rưỡi. Cô bác nào mặc áo vàng hoặc đeo thẻ sẽ được tặng thêm một cái phiếu. Phiếu này mình sẽ nhận tiền mặt. Sáng mai bếp cơm có phát cho 200 bệnh nhân và người nuôi bệnh. Thì cô bác cứ mặc áo vàng đeo thẻ đi. Ngày mai có một đoàn của thẩm mỹ viện phát nhá. Em gái về cuối hàng đứng giùm anh nếu muốn nhận cơm. Hết phiếu rồi chú. Cô bác nào đeo thẻ hoặc mặc áo vàng tụi con sẽ ưu tiên tặng thêm tiền. Tuy nhiên mình không có thẻ thì tụi con vẫn tặng thức ăn đầy đủ. Nói tất cả đều về tôi làm. Dạ, mời hàng đầu tiên cô chú mình đứng dậy giúp con ạ để nhận thức ăn. Dạ, mời hàng đầu tiên các cô chú mình đứng dậy, các hàng kế tiếp mình cứ ngồi lại giúp con nhá. Mời mấy con này ra. Lần sau không ăn nữa rồi. Thank you.
Thì thưa cô bác anh chị, mọi thứ là đã sẵn sàng. Ở đây thì mọi người đi theo thứ tự, đầu tiên sẽ nhận một bịch canh, sau đó nhận một trái chuối, nhận một chai nước suối, rồi nhận một ổ bánh mì. Qua tới đây thì sẽ được nhận cơm thịt kho trứng. Rồi cô đang chạy ra để nhận. Dạ thưa, về cuối hàng đứng đây cô. Ở đây là cổng số 6 của bệnh viện Chợ Rẫy. Những cái phần thức ăn này đó là dành cho bệnh nhân và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần xếp hàng là có. Bữa cơm này của hai cháu Long và Lân ở Mỹ làm hồi hướng công đức cho ông nội mất ngày 24 tháng 4 năm 2023. Số tiền là 1.200 đô, tương ứng với 28 triệu, dùng để phát thức ăn và phát tiền mặt. Thì quá tiền đấy, cô không đổi tiền 50 à? Mình sân si thế là không nên. Đây mình vì mọi người anh nhá. Dạ, mình vì mọi người thông cảm. Bây giờ giấy tờ có thể làm giả giấy tờ. Bây giờ anh cứ làm đúng như bọn em thì bọn em gửi tặng. Rồi. Bây giờ anh tới thì bọn em anh không có thẻ, anh không có mặc áo vàng thì tụi em vẫn tặng anh cơm. Bây giờ anh ra anh xếp hàng thì là có. Mày đi phân biệt áo vàng áo xanh là cái đó không đúng rồi. Tại vì người ta đến đây, mấy cậu biết đó, cái áo vàng là những người sẽ có chỗ ăn chỗ ở nuôi. Còn cái tuổi tôi ở 25 này sẽ tiền mỗi ngày 30 triệu 40 triệu, nhưng mà quản cực khổ, bệnh không biết sống chết, đó là nói thật sự. Vô đây mấy cậu vô, nhưng mà như thế này em hiểu. Chú nói thật không có lâu lâu. Còn thật phải đến đây, chú có giấy tờ đàng hoàng. Chú nuôi con chú bây giờ bệnh nhưng mà... không chết. Rồi được rồi em. Nè, đóng giấy nè. Không, bây giờ em nói anh nghe này. Lâu lâu đâu. Em để em mình, nhưng mà ai mà đi xếp hàng rồi chửi lên chửi xuống mà lên, không có ai chửi anh hết. Rồi bây giờ nếu mà anh không có áo vàng, không đeo thẻ thì vui lòng của em không phát vậy thôi. Rồi chú ơi, không giải thích nhiều. Anh cứ nói anh đúng rồi, trong quy 4 trong 10 đây người ta chấp hành tốt. Đây có những người thì không có mặc áo vàng, không có đeo thẻ nhưng mà ra cũng kiện cáo làm ảnh hưởng tới nhóm, thì nhiều khi không được phát tiền thì người ta giận lẩy. Quay lại chửi bới. Dạ. Đây mình sẽ phát tiền mặt chú, phát mỗi người 50 chú. Rồi xin mời cô bác tiến tới nhận quà. Vui lòng mở sẵn nắp hộp banh bao xốp, cầm phiếu ra tay. Mỗi một người có phiếu sẽ được nhận 50.000 tiền mặt. Rồi chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Dạ. Chồng lên chị. Rồi, chợ gửi cô 50.000. Rồi chúc sức khỏe. Rồi nhà chợ gửi chú 50.000. Dạ, chúc sức khỏe. Rồi. Rồi mời các cô bác anh chị nhận thức ăn. Dạ. Rồi mời các cô chú anh chị nhận thức ăn. Dạ đây tụi em đang phát thức ăn để giúp đỡ các cô bác mà bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ rồi, xin chúc sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, mời mỗi cô chú nhận 50.000 tiền mặt giúp con. Dạ rồi, xin cảm ơn. Rồi chồng lên cô, để dễ lấy, chồng lên đồ ăn này rồi. Ngày mà chợ gửi con 50.000, con cảm ơn chồng. Rồi, chúc sức khỏe. Dạ rồi, xin cảm ơn. Đúng rồi, biết không? Đây là, rồi, chợ gửi 50.000. Rồi, gửi cô 50.000. Chồng lên anh trai. Rồi, nhà chợ gửi 50.000. Rồi, chúc sức khỏe. Đúng rồi. Dạ rồi, xin cảm ơn. Rồi, nhà chợ lấy 50.000.
đây những người bệnh nhân ung thư sẽ được phát phiếu nhận thêm tiền. Cảm ơn chú. Rồi chúc sức khỏe chú, cảm ơn. Những người ung thư, xạ trị ung thư sẽ được tặng thêm tiền mặt. Rồi chúc sức khỏe. Dạ xin cảm ơn. Cầm phiếu ra tay sẵn cô bác ơi, cầm sẵn phiếu ra tay dùm. Mỗi người sẽ nhận thêm 50.000 tiền mặt. Cơm, thịt kho trứng, bánh mì, nước suối, chuối, canh. Những ai có phiếu thì sẽ được nhận trước. Đây phiếu là bánh mì này, nước suối, rồi chuối. Về dưới cuối hàng xếp hàng dùm đi mấy cô, có phiếu chưa? Không có phiếu. Rồi không có phiếu rồi bước tới giúp em. Ai có phiếu vui lòng cầm phiếu ra tay để đổi lấy tiền mặt. Những người không có phiếu thì không phát tiền nhưng vẫn được nhận thức ăn. Sáng mai có phát cơm mặn nha, mời cô bác ghé. Những cô bác ở trong nhà thương ngày mai có 200 phần thức ăn. Rồi mang qua bên đường sắp xếp dùm. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp banh bao xốp. Ai có phiếu thì đổi lấy tiền mặt 50.000. Ai được phát phiếu, phát thẻ của bếp cơm đó thì cầm sẵn ra tay, được đổi lấy 50.000 tiền mặt. Dạ không có thẻ thì bọn con hết tiền, không có đủ phát cho tất cả. Rồi ai có thẻ không? Không, cái đấy không phải. Ai được phát thẻ? Những người mà không chấp hành nữa là cũng không phát thẻ. Không chấp hành có nghĩa là không theo sự hướng dẫn thì không phát thẻ, không phát tiền. Ai có thẻ có phiếu thì nhận tiền. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp banh bao xốp, cầm thẻ ra tay giúp con. Về cuối hàng đứng cho bà. Dạ không có phiếu thì về cuối hàng đứng, không có chen vô như vậy. Rồi về cuối hàng đứng giúp con. Chưa vừa mới chớm rồi. Về cuối hàng đứng. Dạ bà về cuối hàng đứng giúp con đi ạ. Mình ra sau thì về cuối hàng đứng giúp con thưa bà. Em gái đi đâu mà chen vô đó? Đứng đây mà đi mua hộp. À, rồi. Cái thẻ vàng đâu? Không có, chắc không được phát rồi. Rồi, cô đi qua bên kia luôn. Cô đi qua bên kia luôn. Dạ, cô qua bên kia luôn. Bà về cuối hàng đứng không cần thẻ vẫn phát thưa bà. Bà ra sao bà về cuối hàng đứng giúp con, không cần thẻ thì con vẫn phát. Không có tiền kìa. Thì đúng rồi, tiền có ít mà bây giờ ai cũng muốn thì làm sao đủ thưa bà. Nhận cơm ăn thôi bà. Ở đây 500-600 người nên là sẽ có những người không có tiền. Mình cũng thông cảm dùm. Mai 9 giờ. Nếu mà bà kịp thì cho bà lấy, còn không kịp là phải xếp hàng đâu nha. Bây giờ là tất cả, nếu mà tôi nói là như vậy, mình cứ áo vàng là mình đi. Nhưng mà mình không có cái kiểu mà chen lớn. Cô bác mình đi nuôi bệnh thì đã được ưu tiên rồi đó, nên là đừng có chen lấn giúp con, cứ vui lòng đi theo đúng thứ tự. Mình mặc áo vàng đeo thẻ ra thì tụi con biết, tụi con tặng. Đây hàng thì cũng rất dài nha các bạn. Thì tụi mình bao giờ cũng ưu tiên cho những người bệnh nhân, người nuôi bệnh, tụi mình sẽ ưu tiên trước. Tiếp theo rồi mới tới những cái người còn lại ở bên ngoài. Ừ.
về cuối hàng đứng thưa bà chen vô thì người ta không có phát đâu. Mình người lớn đứng làm chuyện trẻ con. Cô bác nhắc người ta ra được ưu tiên nhưng mà phải xếp hàng theo thứ tự. Cô bác nhận xong vui lòng mang qua bên đường sắp xếp dùm. Ai có thể vui lòng cầm sẵn ra tay để đổi lấy 50.000 tiền mặt. Nhận xong nhớ cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm trước ống kính. Cảm ơn chị ơi, cho dễ dàng rồi, chị ơi bước qua. Cầm lên. Rồi, xin cảm ơn cô bác mang qua bên đường sắp xếp dùm. Cảm ơn nhà chợ dùm. Rồi, chúc sức khỏe. Ngày mai vẫn phát nhá. Mai mời cô bác lại ra lấy cơm. Cô bác nhận đầy đủ thức ăn sau đó rồi nhận tiền. Nhận đầy đủ thức ăn sau đó rồi đưa phiếu nhận tiền. Rồi, chúc sức khỏe cô bác. Dạ, xin cảm ơn. Cô bác nhận đầy đủ thức ăn, sau đó đưa thẻ nhận tiền mặt 50.000. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc bà sức khỏe. Xin cảm ơn bà. Mang qua bên đường sắp xếp dùm em thưa chị. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn. Bước tới. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Dạ. Ai có phiếu vui lòng cầm sẵn ra tay dùm đi ạ. Rồi, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Ngày mai, sáng mai rồi em lại phát tiếp nhá. Cô bác còn ở đây ra lấy cơm. Em cảm ơn ạ. Dạ. Sáng mai bếp cơm lại phát nữa nhá. Mời cô bác mặc áo vàng hoặc đeo thẻ ra để được ưu tiên. Dạ, xin cảm ơn. Chúc sức khỏe. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe. Cảm ơn. Rồi, chúc sức khỏe. Sáng mai bếp cơm có phát 200 phần thức ăn. Số lượng có ít nên là vui lòng cô chú mặc áo vàng hoặc đeo thẻ ra để tụi con ưu tiên. Mỗi người có thẻ cầm ra tay sẽ được nhận 50.000 tiền mặt. Rồi, cô gái về đằng sau, về cuối hàng đứng đi. Rồi, chúc sức khỏe, xin cảm ơn. Ngày mai, sáng mai có phát 200 phần thức ăn nhá. Cô bác còn đi nuôi bệnh ở trong nhà thương, nếu mà không có điều kiện mua cơm thì ra đây xếp hàng tụi con tặng. Sáng mai bếp cơm có phát 200 phần thức ăn, ưu tiên cho những bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Cô chú ở trong nhà thương, nếu mà hoàn cảnh khó khăn thì ra mặc áo vàng đeo thẻ ra xếp hàng để tụi con phát thức ăn. Dạ, mai có. Cảm ơn cô nhá. Dạ, cảm ơn, chúc sức khỏe. Mang qua đường sắp xếp giúp em anh. Mang qua đường sắp xếp. Rồi, cô bác đưa phiếu để nhận tiền. Đưa phiếu để nhận tiền. Rồi, chúc sức khỏe. 9:30 sáng mai, bếp cơm có phát 200 phần thức ăn, ưu tiên cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh. Cô chú ở trong nhà thương, nếu hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện mua thức ăn thì ra xếp hàng tụi con, ưu tiên tụi con tặng. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, chồng lên đồ ăn, chồng lên đi cô. Rồi, nhà vợ cô 5.000. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
rồi. Tới đây hết luôn. Rồi hết tiền. Rồi thâu lại phiếu cho chú. Rồi. Rồi xin cảm ơn. Cô bác đi lánh cơm vui lòng chuẩn bị sẵn hai cái hộp, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. À, rồi đi qua chuẩn bị hai cái hộp đã. Mỗi người một phần, không xin thêm, để nhường cho người tới phía sau. Ai đi tay không thì vui lòng bước ra ngoài mua hộp rồi quay lại xếp hàng. Cơm không có bốc được, đồ ăn cũng không bốc được. Mở sẵn nắp hộp ra dùm em mấy anh chị ơi. Anh trai ơi, cầm cất cái điện thoại đi, anh mở nắp hộp ra để người ta phát thức ăn. Anh mở nắp hộp ra dùm em đi. Bỏ chuối, nước suối, các thứ tay không anh sao anh cầm được. Cầm cái hộp ra ngoài, cầm cái hộp ra ngoài, bao xốp mình nhận bánh mì, chuối, nước suối. Sáng mai tụi con lại phát cơm tiếp nha, ưu tiên cho những cô chú, bệnh nhân, người nuôi bệnh. Ngày mai có một đoàn của thẩm mỹ viện tới để phát 200 phần thức ăn. Cô bác cứ mặc áo vàng đeo thẻ ra, tụi con biết tụi con ưu tiên. Dạ, 9:30 sáng mai. 9:30 sáng mai bếp cơm lại phát 200 phần thức ăn của một đoàn thẩm mỹ viện gửi tặng nhá. Mời cô bác ghé. 9 giờ hả chú? Dạ, 9:00 đến 9:30 mình ra xếp hàng giúp con. Ê, từ từ cô chờ ta đi hết tới đây thì cô xuống chưa cô? Ngày mai còn ở đây không cô? Còn rồi ngày mai mai 9:30 có phát nhá, ưu tiên bệnh nhân người nuôi bệnh. Mai có. Nhưng mà mai có ít lắm nên thôi. Có 200 phần. Ít quá. À, ông ba nằm đây là khỏi nói rồi. Cấp cứu nặng nằm ở trên. Cấp cứu nặng hả cô? Dạ. Nằm ở đó. Dạ. Cho nên hồi nãy giờ trong cái lẹ chạy lên coi thử có kêu. À, cô từ Cai Lậy Tiền Giang chạy lên ạ. À. Rồi. Xong rồi nối rồi. Rồi, vẫn còn. Rồi, chủ tịch. 10.000 ba cái khăn 10.000. Dạ, phiếu hôm nay tụi con tặng bệnh nhân, người nuôi bệnh. Hôm nay không có tiền đủ để phát đại trà. Bữa nào có đủ tụi con sẽ phát ạ. Dạ. Giờ chú làm nghề gì thế chú? Không làm nghề gì, con cái, giờ vợ con chú đâu? À, vợ thì chị ca tiếng, con đang làm ở trên Củ Chi á. Dạ. Tới tháng gửi tiền về rồi trả tiền nhà. Dạ, dạ. Chú có làm. Vâng. Giờ chú gần 80 rồi, 75 rồi. Chú 75 à? Dạ. Đây vẫn còn rút 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 phía sau. Đồng bào có nhận cơm không? Đứng vô hàng đi đồng bào. Đứng vô hàng dùng, đứng vô hàng. Sáng mai lại có nhá, đi nuôi bệnh hay sao? Đồng bào dân tộc gì? Thượng. Đồng bào Thượng. Dân tộc gì ạ? Chăm á? Khmer. Chăm hay Khmer? Hay Miến? Khmer á. Ngày mai lại có cơm nhá, ngày mai lại có. Sáng mai 9:30. Dạ dạ. Sáng mai có. Vâng, lãnh lần đầu đúng không? Dạ. Nếu ở đây khó khăn thì cứ ra, bếp cơm ngày nào cũng phát. Giờ phải cho cái đám này nó đi luôn những trước ở ấy. Và ba cái khăn 10.000, 10.000 ba cái khăn 10.000.
Đấy, tụi mình sẽ ưu tiên như vậy là khoảng 3, có 4 phần thì 3 phần là bệnh nhân, người nuôi bệnh. Cô chú vui lòng mở sẵn nắp hộp, bánh bao xốp ra để nhận đầy đủ thức ăn. Mình sẽ nhận theo thứ tự là một bịch canh, một trái chuối, một chai nước suối, một ổ bánh mì. Có 2 cái hũ, một hũ thì đựng cơm, một hũ đựng đồ ăn là thịt kho trứng. Mỗi người nhận một phần giúp con. Rồi cô bác nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùm. Sáng mai 9:30 bếp cơm có phát thức ăn ưu tiên cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Cô chú hoàn cảnh khó khăn thì sáng mai 9:30 có mặt để nhận. Rồi. Nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùm. Ôi. Cô bác nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùm. Rồi, chúc sức khỏe. Dạ, mang qua bên đường sắp xếp dùm con các cô chú ơi. Sáng mai 9:30 bếp cơm có phát cơm ưu tiên cho bệnh nhân và người nuôi bệnh. Ngày mai có một đoàn của thẩm mỹ viện phát. Dạ gì đó, thằng tay lấy lại ăn đi rồi con không dám lãnh nữa, được chụp bây giờ. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp bánh bao xốp, một hũ đựng cơm, một hũ đựng đồ ăn, nhận xong mang qua bên đường sắp xếp. Mang qua bên đường sắp xếp dùm con. Mang qua bên đường sắp xếp dùm con. Cô chú nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùm nhá. Sáng mai bếp cơm có phát thức ăn giúp đỡ bệnh nhân và người nuôi bệnh. Cô chú hoàn cảnh khó khăn để vui lòng mang qua bên đường sắp xếp. Trung lãnh con đi. Cô bác cứ tập trung vào chuyên môn đi ạ. Và mình cứ tập trung chuyên môn nhận cơm đi. Mang qua bên đường sắp xếp giúp con cho cô. Cô bác vui lòng mang qua bên đường sắp xếp giùm con. Mang qua bên đường sắp xếp giúp em. Chồng lên cô ơi, qua đường sắp xếp. Dạ, mang qua bên đường sắp xếp giúp con cho cô. Tranh giành địa bàn nha các bạn. Rồi, chồng lên đây em qua đường. Rồi. Chồng
lên qua đường sắp xếp để làm cái ngon tập trung đưa cơm đưa đồ ăn lẹ làng đưa cơm đưa đồ ăn còn ai lẹ làng đi không người khác không tới. Mời các cô chú nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùng. 9:30 sáng mai, bếp cơm có phát thức ăn giúp đỡ bệnh nhân và người nuôi bệnh. Cô chú nào có hoàn cảnh khó khăn vui lòng ra xếp hàng theo thứ tự để nhận thức ăn. Cô chú đi theo thứ tự, mỗi người sẽ nhận một bịch canh, một trái chuối, một chai nước suối, một ổ bánh mì, cơm trắng, thịt kho trứng. Nhận xong vui lòng mang qua bên đường sắp xếp. Cô chú vui lòng đi theo thứ tự dùm nhé. Dặn nắp hộp, cầm hai hộp ra tay đi anh trai ơi. Cái bao xốp đó mình sẽ nhận là chuối, nước suối, bánh mì, canh. Cầm sẵn hai hộp ra tay. Mở nắp hộp ra dùm con đi cô. Một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Cô bác nào đi nuôi bệnh vui lòng đeo thẻ mặc áo vàng để bếp cơm biết ưu tiên. Cô bác vui lòng mở sẵn nắp hộp, chị gái ơi cầm hai hộp ra tay giúp em, một hộp đựng cơm, một hộp đựng đồ ăn. Cái bao xốp mình sẽ nhận là bánh mì, chuối, nước suối rồi canh. Rồi đồng bào cầm sẵn hai vũ lên tay. Một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Này ông Tư, ông biết tiếng, ông nói ông phiên dịch cho mấy người Khmer. Chú kêu mấy người Khmer này thì giải thích cho họ hiểu. Không nói được tiếng Việt. Thế Khmer đấy. Khmer hả? Tên mà nè, ban mặc rộp tết. Mặc rộp tết tết đấy. Dạ dạ. Nam ơi nhé. Có người giải thích dùng đây rồi. Campuchia.
kia. Wow, chú Hải ở đây. Đồng Pinh, Nam Giang. Một Đồng Pinh, Nam Vàng. Nam Giang. Có cưới vợ không? Dạ, cưới vợ không? Muốn đây. Cưới vợ, cưới vợ. Bắt tay, bắt chân. Bắt tay, gãy tay, gãy chân. Bắt chân, bắt chân. Gãy tay, gãy chân. Bắt chân. Dạ. Đây cũng sắp hết rồi. Cảm ơn. Bà Ốc Cun à? Là cảm ơn à? Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi, ok. Rồi, tôi ăn chị ơi, rồi, thưa cô chú anh chị, bữa cơm và số tiền ngày hôm nay của hai cháu Long Lân ở Mỹ làm hồi hướng công đức cho ông nội mất ngày 24 tháng 4 năm 2023. Số tiền này đó thì được dùng để nấu thức ăn và phát cho 100 người đầu tiên là bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh, mỗi người là 50.000. Còn suất ăn ngày hôm nay thì làm cỡ khoảng gần 500 phần thức ăn. Rồi, cô bác nào thiếu cơm mang qua sang bên đường xếp hàng, có một nhóm khác phát nhé. Ai cần cơm thêm thì qua bên đường xếp hàng, có một nhóm nữa phát. Đây đã đủ cơm, bánh mì, nước suối, chuối. Qua đường chấp xếp, đưa cơm rồi đưa đồ ăn. Rồi, cô bác vui lòng không xếp hàng nữa nhá. Ủa chị đội đón sao lại chen vô vậy? Vâng, vâng, rồi. Rồi, cô bác vui lòng không xếp hàng nữa. Mình đã nhận bên kia thức ăn rồi, về sử dụng đi. Có thức ăn rồi thì thôi, đừng xếp hàng. Rồi, anh vô đi. Bây giờ còn cái gì nhận cái đó dùm con nhá các cô chú, vì các cô chú tới trễ quá. Còn cái gì nhận cái đó giúp con, mở sẵn nắp hộp ra. Chú có cơm chưa? Có. Rồi, bây giờ còn cái gì nhận cái đó chú nhá. Giờ mà thông báo là hết rồi. Rồi, còn thì nhận, không còn thì thôi ha. Thông cảm chuyện đó. Rồi. Cầm hai hộp ra tay đi anh. Cầm hai hộp ra tay giúp em. Rồi, những cô bác mà ra sau còn cái gì nhận cái đó dùm con nhá. Rồi, còn cái gì nhận cái đó giùm em. Mang qua bên đường sắp xếp giúp con thưa chú. Chị gái ơi, thôi đừng xếp hàng nữa, giờ không còn đầy đủ thức ăn. Giờ nếu mà mình vô còn cái gì nhận cái đó thì vui vẻ thì cứ đứng vô hàng. Rồi, chồng lên bà con nhé. Đó. Còn giờ là phút cuối rồi. Rồi, cho thêm cháy trứng. Rồi. À, có những người chỉ lấy đồ ăn thôi, không lấy cơm. Ủa, cái gì ơi, vậy à? Rồi, đã hết thức ăn. Cô bác vui lòng không xếp hàng nữa. Rồi, bây giờ ai xếp hàng thì chấp nhận, còn cái gì nhận cái đó dùm nhá. Giờ không còn đầy đủ thức ăn nữa rồi. Mang qua bên đường sắp xếp giúp em mấy anh chị ơi. Rồi, để làng đi, để làng đi. Rồi, nhận xong mang qua bên đường sắp xếp dùm. Đây các bạn nhìn này, cũng có những cái nhóm cái bang đó, xách rất là nhiều thức ăn đi. Người ta nhận rất là lẹ, nhưng mà người ta không có dám vô nhóm của bên Tuấn Dương, bởi vì Tuấn Dương quen mặt rồi. Rồi, cô bác ơi, mình nhận một lần giúp con nhá, đừng xếp hàng đi 2-3 lần.
Dạ không có hú thì không có nhận được. Nhiều vậy. Dạ tại chị đi bị liệt á, chị đi không được. Rồi rồi. Rồi ok đủ rồi đó. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. May lại nhá. Mà cáo vàng đeo thẻ đi để ưu tiên. 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi. Thôi mày em nó